Xin chào anh em, ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em một số cách mà để đánh lên mây như thế này. Thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là cái cách đánh lên cái background sau này, những cái lên mây này nó như thế nào. Thì đấy, đa số những hình của mình thì mình thường là sử dụng những cái lên đằng sau nó kiểu dạng mây, dạng khói, nó như thế này. Đó, nó như thế này này, hoặc là nó sẽ là như thế này. Đó, gần gần là nó cũng có những cái điểm nó chung chung như nhau. Thực ra mình thích đánh kiểu lên như thế này tại vì nó khá là nhanh làm, nó rất là nhanh để thực hiện và nhìn nó cũng được, đúng không em? Nhìn nó cũng được, nó nhẹ nhàng mà, nên là mình rất thích đánh cái kiểu lên như này. Cơ bản là nó cũng nhanh nữa. Đó, mình áp dụng trong rất nhiều những hình xăm của mình và nhiều anh em cũng hỏi mình là cái cách cái đánh cái nền này nó như thế nào, những cái mây này nó như thế nào. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em cách để chúng ta làm những cái lên như thế này. Thì cái lên như này thì đa số là một mình làm theo cách như thế này này, một cái kiểu lên như thế này này. Thứ hai là cái kiểu dạng mây như thế này. Đó, dạng mây như vậy. Thì đây, dạng mây như thế này này. Đó, thì hôm nay mình sẽ chỉ anh em cách để chúng ta làm cái lên mây nó như thế này đi. Nó như thế này trước, rồi sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm những cái lên mây kiểu dạng như thế này. Thì nhìn thì nó có vẻ nó hơi hỗn loạn một chút xíu, nhưng tuy nhiên là cái kiểu mây hay những cái kiểu lên như thế này thì nó cũng đều có một cái quy tắc nhất định của nó. Thì anh em có thể thấy rằng ở đây, cái phần lên này của mình này, phần lên này của mình này, anh em nhìn có vẻ là đen trắng nó lung tung, nhưng thực ra là cái chỗ đen hay là những chỗ mình để nó trắng trắng thì nó có cái mục đích cả. Ví dụ như những chỗ như này mình để đen này, mình đánh ở chỗ này đen này tại vì mình muốn nó tạo được cái độ tương phản giữa cái mỏ dưới này, cái mỏ của hàm dưới này với cái lền bằng sau này, nên là mình đánh nó này, mình đánh thật đen và đánh sát luôn vào chỗ hình gốc của mình. Đó, đánh sát luôn vào cả hình gốc của mình và chỗ này nữa này. Mình chỉ cần nhấn hai đầu thôi, và ở giữa mình để trắng. Đó, nhấn hai đầu thôi là khi người ta nhìn vào người ta sẽ biết được là nó đang thể hiện cái gì. Đó, nó rất là dễ thôi nha. Ví dụ trong này này, trong này là trong cái góc tối này, nên là mình cũng đánh tối luôn này. Đó, rồi dần ra sáng này. Trong này này, cái chỗ này mình đánh tối này, tại vì cái chỗ này cái chỗ mình muốn giấu đi cái cánh này, giấu đi cái chỗ cái khớp cánh ấy, tại vì chỗ đấy mình nếu mà để bình thường thì chả biết là cái chỗ này lối đi đâu được cả. Tại vì cái hình xăm này nó cũng hơi trừu tượng đúng không nhá. Nên là mình cũng không biết là mình sẽ lối đi đâu cả, nên là mình đã đánh đen luôn chỗ này vào. Đó, nên là cái cánh nó chui vào trong cái chỗ mây tối anh em. Cảm giác nó chui vào chỗ mây tối, mình sẽ không nhìn thấy những cái đấy nữa. Và những cái chỗ này mình để sáng này, tại vì để sáng sao, tại vì cái râu này nó đen rồi này. Râu này nó đen rồi thì mình phải để sáng một chút xíu đó, để sáng một chút để nó cách một chút để cho cái râu nó dễ nhìn hơn đó. Nó đều có một cái mục đích của nó rồi. Ví dụ như chỗ này thế này anh em này. Đó, mình sẽ nói qua như về cái tác dụng của nó và cái cách đánh của nó trước đã, xong rồi là mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ luôn. Đó, những cái chỗ này này mình đánh thật tối này để cho nó tương phản với cái cánh này, nó đang màu trắng đúng không? Chỗ này đánh thật tối này, cho nó tương phản với cái cánh trắng này. Đấy, những cái góc tối này mình thường là đánh tối này để cho nó tương phản với cái cánh trắng này. Đó, còn giờ càng ra ngoài thì mình lại càng đánh nó trắng trắng một chút xíu. Đó, nhìn có vẻ nó hỗn loạn nhưng mà nó đều theo quy tắc. Và nó có một cái quy tắc nữa, đó là mình thường thường là mình xăm những cái lền mây này, anh em có thể thấy này, những cái chiều mây này nó sẽ hướng về một góc này, nó sẽ hướng về tất cả nó hướng về một góc. Đó, từ đây nó sẽ xòe ra này, từ đây nó sẽ xòe ra. Anh em xăm kiểu những hình mây hay những cái hình kiểu kiểu khối các thứ mà từ một chỗ nó xòe ra thì nó sẽ đẹp hơn và nhìn trông có vẻ nó ok hơn so với kiểu mà chúng ta cứ làm kiểu đều như nhau. Đó. Đấy, nó cơ bản là như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ cái kiểu mây, kiểu khói nó dạng như thế này. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Đâu rồi nhỉ? Đây. Đây hôm nay mình cũng vẽ thử đây, tại vì xăm thì trên người thì mình đã xăm rất là nhiều rồi, nhưng mà vẽ trên này thì mình chưa vẽ thử, nên mình phải chọn cái nét bút nào nó thật là ok nhất để mình vẽ cho anh em có thể là dễ hiểu nhất. Đó, đầu tiên mình sẽ chọn một cái khổ giấy A4 này đi. Dễ nhìn đúng không anh em? Đó, mình sẽ chọn cái bút chì nhé. Đó, bình thường ấy thì mình xăm ấy mình sẽ không cần phải phác thảo trước, tại vì mình xăm ở đâu mình đã hình dung sẵn trong đấy rồi. Nhưng mà để anh em chưa quen ấy thì có thể phác thảo trước cái kiểu vẽ nhé. Đầu tiên anh em vẽ đây, vẽ một cái khói cho anh em vẽ như này, như thế này này, rồi như thế này này, đó như thế này nữa, như này nữa. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi anh em vẽ vào như này. Đó. Chúng ta cứ vẽ thoải mái tay ra, không phải ấy như cả cong này xong lại quay cong ngược lại này. Đó, chỉ có
đơn giản như vậy thôi. Cái kiểu anh em để kiểu mây hay kiểu khói này nó áp dụng vào những cái hình xăm truyền thống, ví dụ để xăm tướng hay là những hình xăm người hay các thứ ấy, thì nó rất phù hợp luôn. Để những cái background như thế thì thực sự nó rất là đẹp. Đó, chị anh em phát qua như này nhá. Thì anh em muốn cái lề như nào thì anh em phát qua như này. À, rồi, để mình sẽ tô màu cho anh em. Đó. Chọn lại bút. Rồi, đầu tiên để xăm như thế này thì anh em để xăm cho mình một đây, cái khung nó viền như này đúng không? Anh em sẽ xăm đậm vào như này này. Đánh đậm cho này nha, đánh đậm vào. Đậm này. Cứ đánh đậm theo hình khối thôi, chúng ta chưa quen thì chúng ta cứ đánh. Đánh theo mình như thế này. Hơi bị ra ngoài nhiều quá. Đó, cơ bản anh em cứ đánh như này nè. Tại vì đánh theo này nó phải dựa theo cái cảm xúc của mình khá là nhiều, để kiểu cảm giác như mình cứ đánh đến đâu cảm giác nó hợp lý thì mình lại làm đến đấy nhé. Cảm giác hợp lý trong đầu nó lại là ý tưởng khác thì bắt đầu mình lại làm theo cái ý tưởng, ý nghĩ của mình luôn, chứ không nhất thiết là cứ phải theo cái hình vẽ đâu. Không nhất thiết theo hình vẽ. Cảm giác như là mình cứ thấy chỗ này nó thuận thì mình lại cứ đánh theo kiểu như thế thôi, chứ không nhất thiết phải theo hình vẽ của nó. Đó, khi chúng ta đánh được như thế này rồi, bắt đầu nó đen như này đúng không? Anh em hãy lấy chấm mực mờ hơn, anh em đánh vào những cái diềm như này. Đó, đánh vào cái diềm đó như này. Diềm để tạo một cái đường khói. Đó, đánh sát vào luôn đấy nhá, đánh sát luôn vào chỗ đen này luôn nhá, cái viền mờ này đánh sát luôn vào chỗ đen này luôn. Đó, thấy chưa anh em? Đó, rồi từ đó chúng ta cứ làm những cái sau đây là mình đánh theo cảm tính luôn nhá, không cần phải vẽ cái gì cả. Tại vì xăm trên người thì mình cũng đa số là mình làm theo kiểu như vậy. Kiểu cứ nghĩ đến đâu là bắt đầu mình làm đấy luôn. Chứ không có hình vẽ, gần như là không có hình vẽ phát thảo trước luôn. Tại những cái lèn này kiểu cứ thích xăm như thế nào là mình làm luôn như vậy thôi. Không có hình vẽ phát thảo trước luôn. Cảm giác nó hợp lý là mình làm theo luôn. Thế là nhiều khi cũng muốn này là hướng dẫn anh em vẽ những cái như thế này. Nhưng mà thực ra là những cái này nó dựa vào cảm xúc nó khá là nhiều lên là để hướng dẫn thì nó cũng hơi khó, nhưng mà chỉ mình chia sẻ cho anh em những cái nó cơ bản nhất như thế này để cho nó dễ hiểu nhất thôi. Đó, những cái kiểu mây như thế này mà chúng ta áp dụng vào những cái hình, ví dụ như là đấy, những cái hình cho anh em xem đấy, mà chúng ta không muốn đánh đóng khối nhật đi, không muốn đóng khối nhật, những cái hình rồng, những nhiếp mà kiểu truyền thống thì chúng ta không muốn đóng khối nhật và chúng ta làm kiểu này thì nó rất là hợp lý luôn, thật sự nó rất là hợp lý và nó rất hay. Đó, thì ở đây đánh mình cứ cảm xúc, mình đánh đến đâu thì mình cứ làm như vậy thôi, không cần thiết là mình phải theo cái hình vẽ phác thảo trước cả. Nếu mà anh em chưa quen thì cứ phác thảo trước. Ừ, bà mẹ mày lại nưa ra ngoài. Đó, chưa quen thì chúng ta cứ phác thảo trước, còn chúng ta quen rồi chúng ta cứ đánh theo kiểu cảm xúc của mình thôi, cảm xúc đến đâu thì đánh đến đấy, cảm xúc tốt thì đánh đẹp, còn không tốt thì nó ra cái gì thì nó ra. Đó. Xăm kiểu này nó cũng hay ạ. Kiểu này thì mình có thể là mình làm theo dựa theo cái hình xăm của mình luôn ấy, cái hình của mình như thế nào rồi mình sẽ đánh theo cái này, nó kiểu dạng như thế, mình vừa đánh mình vừa nghĩ thì nó sẽ phù hợp hơn. Cứ đậm này, chứ đánh theo kiểu đậm như này này, rồi trải một cái lớp nhạt sát luôn bên đây cái lớp đậm này. Đó, trải một cái lớp nhạt nó sát cho kiểu lớp đậm.
Đó, thực ra mình đánh kiểu này mình toàn đánh kiểu nó xước ấy, nó xước để mình tạo cái cảm giác nó cái hình xăm của mình nó cổ điển hơn một chút xíu. Nó cổ hơn. Chứ không phải là mình ẩu mình đánh xước đâu. Thực ra là mình cố tình mình đánh xước như vậy trên các hình xăm của mình. Đánh như vậy nó cũng vừa nhanh mà nó cũng cái nó hay hay, nó nhanh mà, anh có thấy nó nhanh nhá. Anh em xăm một hình nó cái hình mà mình xăm con phượng mà ký lần trước đấy mình xăm có 2 buổi mà mỗi buổi mình xăm có 5 tiếng hay sao, 5 tiếng. Chắc là 3 buổi thì chắc khoảng 15 tiếng thì xong. Xăm từ đằng trước mà vòng luôn cả đằng sau luôn này. Vòng luôn cả đằng sau luôn. Đó, những cái mà mây như này chúng ta kết hợp với ví dụ như là những cái móng con rồng nó xẻ mây rồi. Rồi những cái hình mà truyền thống kiểu hình ngộ không hay là những cái hình mà chúng ta không muốn làm của Nhật ấy, thì chúng ta làm như thế này, nó là ok nhất. Đó, những cái này mà anh em vẽ quen rồi thì anh em có thể là sáng tạo nó thành những hình lửa, hình ngọn lửa anh em, ngọn lửa đấy. Ví dụ như là như thế này này. Đó, nó là cái này là mây này, chỗ này mình làm một cái ngọn lửa nó bay lên. Đó, vẽ kiểu này nó quen rồi thì anh em làm kiểu này nó cũng là được. Đó, cái lèn này này. Đó, mình cũng đánh kiểu như thế này cũng được. Đó. Thực ra là để hướng dẫn anh em vẽ cái này thì nó mình cũng chẳng biết là nói kiểu gì cho anh em dễ hiểu cả. Đấy, kiểu như này này, cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Những hình như này cảm giác nó nhẹ nhàng, mình không phải đóng khối Nhật vào cả. Chứ thực ra mà hình nào chúng ta cũng đóng khối Nhật vào, cảm giác nó hơi lặng lẽ một chút xíu mà đánh nó lâu lắm, đánh khối Nhật thì nó rất là lâu luôn. Đấy, như cái hình như này này, mình xăm đợi từ đằng này còn vòng hết đằng sau luôn, vòng ngang người luôn này, vòng ngang cả đây kín nữa cả đằng này, mà mình xăm trong vòng 10 tiếng mà đã được như thế này rồi. 10 tiếng đấy là cả từ đi khung rồi các thứ, 10 tiếng nó xăm hoàn chỉnh như thế này. Thì chỗ này thì chắc khoảng 5 tiếng nữa là xong rồi. Nó làm nó rất là nhanh mà, những hình như thế này này. Đó. Áp dụng mây vào những cái này nó cực kỳ hay luôn, hay là đây. Đó. Đấy, quy tắc mình từ nay mình vẫn nói rồi. Anh em cứ trụm này một điểm này, xong bắt đầu xòe nó ra này, xòe nó ra. Đó, từ đây này, xòe nó ra. Để nhìn nó rất là hay, rất là hay. Còn cái kiểu này là kiểu mây kiểu khác, kiểu này thì để bài sau mình sẽ hướng dẫn anh em đi, để sau hướng dẫn anh ấy, dẫn anh em. Thực ra những cái này mà anh em mà xem người ta vẽ thư pháp nhiều ấy, thì có thể để ý rằng là người ta rất hay ở vẽ mây kiểu như này. Đó, anh em xem tranh thủy mặc ấy, vẽ dạng đen trắng kiểu dạng thư pháp ấy, thì người ta thường vẽ mây kiểu này, và mình thường áp dụng vào những cái hình xăm của mình là những kiểu mây như này, cho ông có vẻ nó hơi cổ một xíu. À, và đây là cái hình xăm mà mình cover anh em nhé, hình xăm cover, đây là hình xăm gốc của nó này. Từ đây bắt đầu là mình vẽ sang như thế này. Đó, rất là ok đúng không nhé. Thực ra thì nó cũng không đến mức là nó nét quá cả, nhưng mà kiểu nó dễ nhìn đấy nhá. Kiểu nó như này nó dễ nhìn đấy. Nó dễ nhìn, chúng ta không cần phải xăm nó phải quá là kinh khủng quá cả. Đó rồi anh em, cái video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.